Thưa quý vị, những diễn biến mới nhất trên thị trường chứng khoán cho thấy xu thế giằng co đang là phổ biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về những diễn biến mới nhất này, ngày hôm nay chúng tôi mời tới trường quay ông Hoàng Thạch Lân, Giám đốc tư vấn khách hàng cá nhân, công ty chứng khoán Rồng Việt. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông Hoàng Thạch Lân, như chúng ta theo dõi thì trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì rõ ràng là thị trường đã giằng co trong một quãng thời gian là khá dài. Tuy nhiên thì đến cuối phiên khi mà áp lực bán tăng mạnh khiến cho VN-Index đảo chiều, mất điểm. Và hoạt động trên sàn thì chúng ta thấy là nó không có sôi động. Hình như là nó cũng không có sôi động mạnh mẽ lắm thì phải. Ông đánh giá thế nào về cái thực tế này? Thực tế thị trường hiện nay đúng là rất là khó dự báo. Phải tính từ đầu tháng 3 cho đến giờ, chúng tôi luôn luôn đưa ra một cái mức hỗ trợ và kháng cự nằm trong khoảng 960 đến 1.000. Và anh cứ tưởng tượng từ đó đến giờ kéo dài hơn một tháng, nó index cứ ở nó cứ trong dập cái dềnh giờ trong thôi. vùng đó. Và có rất nhiều thông tin mà nó tác động lên thị trường, xấu có, tốt có. Thậm chí bây giờ cũng có cả tin tốt, tin xấu đan xen. Và một điều nữa là tâm lý nhà tư không ổn định. Cái này nó phản ánh qua thị trường chứng khoán phái sinh. Lúc nào cái gap nó cũng là âm, mà âm nhiều khi rất là lớn. Điều này thực tế chúng tôi cũng rất là khó là lý giải. Thực ra kiếm một cái cớ gì đấy thì rất là dễ, nhưng mà để kiếm một cái cớ mà được Đúng, gọi là phải khả là thi mà được nhiều người thực chấp nhận chất một chút đúng không thì thì rất là khó. khó. Chúng tôi chỉ có thể dự đoán là cái tình trạng này nó đang kéo dài, và nhiều khi nó mình gọi là nó bào mòn cái tâm lý nhà đầu tư. Tức là anh thích đầu tư, nhiều người anh cứ thấy thị trường như này thì anh không dám vào. Còn những nhà đầu cơ, họ đầu cơ, họ mua lúc này là lỗ, nhiều khả năng lỗ rất là cao. Công ty chứng khoán nếu mà khuyên nhà đầu tư thực sự cũng rất là khó, khuyên bán chứng khoán thì lại mất cơ hội tốt, bởi vì thực tế bây giờ thị trường đang vào mùa đợi cổ đông, chưa kể là báo cáo tài chính quý một nữa, có những thông tin tốt sẽ ra. Nhưng bây giờ nếu bảo nhà đầu tư bán thì sẽ là có khi bán hớ cổ phiếu, còn nếu bảo mua thì nhà đầu tư có khi lại gặp trường hợp gập ghềnh như này, họ mua T3 họ lỗ, như thế họ lại trách người công ty chứng khoán là tại sao tư vấn sai. Như thế là đang là thị trường lúc này thật sự lúc nào vất vả đối với chúng tôi. Như ông vừa nói thì là chúng ta đều trông chờ vào một cái tín hiệu lạc quan khi mà các cái công ty người ta bắt đầu công bố cái tình hình làm ăn trong quý 1 vừa rồi. Tóm lại là những thông tin trong quý 1 thì hy vọng là nhà đầu tư sẽ chờ đến cái thời điểm đó, hoặc là người ta căn cứ vào những cái báo cáo đó thì nó có sẽ khiến cho thị trường khởi sắc hơn hay không? Nhà đầu tư nên làm gì lúc này bây giờ? Đáng ra là phải khởi sắc. Chúng tôi nhận thấy rằng thị trường rất là sôi động khi mà đến mùa đợi cổ đông. Và cái mùa đợi cổ đông ở Việt Nam mình nó lại diễn ra vào khoảng tháng 4 kéo dài như tháng 5. Nó đồng thời với cái việc là công bố báo cáo tài chính quý 1. Nhiều khi đợi cổ đông còn công bố trước khi mà báo cáo ra, cho nhà đầu tư rất là hăm hở. Và điều nữa ở Việt Nam có đặc trưng nữa, nhà đầu tư khi đến đợi cổ đông thì rất thích bàn những câu chuyện về phát hành cổ phiếu, chia thưởng, trả cổ tức, ESOP. Những cái chuyện đấy nó tác động đến giá cổ phiếu sát sườn và nữa. Nhiều khi nó làm giá cổ phiếu tăng trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà năm nay thì không xảy ra như vậy. Thực tế về mặt vĩ mô cho đến vi mô nội tại thì chúng tôi đánh giá Việt Nam vẫn là tích cực đấy. Nhưng mà thực ra thế giới này lại đang ở cái trạng thái lưỡng lự. Những cái sự kiện như là cuộc chiến giữa Mỹ Trung, Brexit hoặc những chuyện khác, nó đang ở cái trạng thái là lửng lơ. Chúng tôi không biết được kết quả nó sẽ là tích cực hay tiêu cực. Cho dù chúng tôi cũng cho là xác suất nó là tích cực, nhưng mà thực tế nó cứ trôi, và chúng nó cảm giác là nó trôi không đến với nhau bao giờ. Cho nên là nó đang tác động ngược lên tâm lý thị trường vào lúc này. Và rõ ràng là nhà đầu tư cũng có đủ lý do như ông nói là họ cũng đang rất dè dặt khi tham gia thị trường. Chuyển sang một cái khía cạnh khác. Qua theo dõi mấy phiên gần đây thì chúng tôi có nhận thấy là cái nhóm cổ phiếu dầu khí có nhiều cái khởi sắc hơn so với giai đoạn trước đây. Ông đánh giá thế nào về cái tiềm năng trong tương lai gần của nhóm cổ phiếu dầu khí này? Theo quan điểm cá nhân tôi, thực ra nhóm dầu khí đã được coi là khởi sắc phải đến hơn tháng. Có nhiều thông tin tác động tốt lên dầu khí, ví dụ như là giá dầu đang quay trở lại. Thứ hai là chúng ta đang PVN đang bắt đầu triển khai lại một số dự án lớn, ví dụ như dự án cáp voi xanh đó, hoặc một số tập đoàn, một số tổng công ty, ví dụ như PVS có hợp đồng tại nước ngoài, BVD thay đổi phương pháp định định phí, cho nên dẫn tới là mang lại kết quả tích cực hơn. Tất cả những cái đấy nó giúp cho các đại gia trong ngành dầu khí đó có kết quả tốt đẹp hơn, tính cả trong một tháng này. Và trong những nhóm ngành lớn mà tác động lên chỉ số thì cổ phiếu dầu khí giờ đang được nhóm đứng có mức tác động khoảng thứ tư, tức là nhóm lớn thứ tư trên ngành, và đang được coi là hỗ trợ tốt cho chỉ số bên cạnh là nhóm ngân hàng. Tuy nhiên vào thời điểm này thì chúng tôi lại không cho rằng nó là kỳ vọng cao. Bởi vì sao?
thực tế nó đã chạy rồi. Và đến bây giờ nhiều cổ phiếu dầu khí đang bắt đầu chạm gần tới cái mức mục tiêu mà chúng tôi đưa ra. Tức là đối với chúng tôi kỳ vọng nó không cao nữa, tích cực còn đó nhưng kỳ vọng không cao. Những người nào đã mua sớm thì bây giờ các bạn bắt đầu có thể xem xét và cho lời. Thực tế có thể có khi họ cũng đang cho lời. Còn những người nào bây giờ mua thì có kỳ vọng, nếu thật sự đầu tư thì không sao, nhưng mà nói là trong ngắn hạn có thể kiếm lời nhiều hơn nữa dựa vào thông tin tốt thì chúng tôi rằng là kỳ vọng lại không cao. Ngoài dầu khí và ngân hàng như ông vừa nói thì theo ông giai đoạn này nhà đầu tư nên còn chú ý đến nhóm cổ phiếu nào nữa hay không? Tại thời điểm này ấy, thì chúng tôi lại không phân ngành cổ phiếu nhiều. À. Ví dụ như dầu khí là một nhóm đặc thù, nó liên quan đến giá dầu, nó liên quan đến các dự án lớn. Nhưng mà tại thời điểm này thì đang vào mùa đại cổ đông. Mà như tôi nói lúc nãy, đại cổ đông thì người ta rất thích những kết quả báo cáo tài chính một doanh nghiệp có lộ ra hay không. Thứ hai là kế hoạch năm nay tăng trưởng như thế nào. Thứ ba, có chia cái gì không, việc chia cổ tức. Và thứ tư là có phát hành ESOP hay là cái gì đó để tác động lên giá cổ phiếu không. Thì hiện giờ cứ bám vào các cái đợt để họp đại hội. Ví dụ đi, hôm nay FPT ra tin bởi vì họ là cổ đông, họ ra thông tin tốt về quý 1. Họ tiết lộ, thực tế chưa có báo cáo, nhưng họ tiết lộ là quý 1 năm nay tăng trưởng rất là tốt, lợi nhuận tăng trên 20%. Nó là cú hích. Và nó sẽ dẫn tới là định giá của FPT tự nhiên trở nên rất là rẻ. Cho nên là đối với những cổ đông, những người đang đua FPT sẽ là tin tốt. Và thậm chí về mặt kỹ thuật chúng tôi thấy cổ phiếu FPT vẫn có khả năng tăng trong ngắn hạn. Đấy, các cổ phiếu khác cũng sẽ là như vậy, chứ không thể phân ngành được. Và rõ ràng như vậy là nhà đầu tư cần chuẩn bị cho một tâm lý tỉnh táo để tiếp nhận các cái thông tin có thể là tích cực và có thể là chưa tích cực lắm từ các cái kỳ đại hội cổ đông hay là công bố kết quả kinh doanh quý 1 để có thể đưa ra quyết định tham gia thị trường chứng khoán trong các phiên giao dịch tới đây. Dạ vâng. Rất là cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng thông tin có được trong cuộc trao đổi vừa rồi sẽ phần nào giúp ích cho quý vị đưa ra quyết định để tham gia thị trường chứng khoán trong các phiên giao dịch tới đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.